Hello, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Queen Group nhé. Hôm nay thì tiếp tục cái video đầu ngày, đó là Richard sẽ phân tích và view thị trường cho mọi người tham khảo giao dịch định hướng trong ngày hôm nay. Và đặc biệt là ngày hôm nay thì tin tức cả thị trường mong chờ nhất đó là một bản tin về chỉ số CPI. Đây là cái tin được dự báo rằng tác động rất là mạnh lên thị trường USD và đặc biệt là liên quan đến vàng nữa. Thì mọi người sẽ đón tin và cũng như là lát nữa sẽ xem Richard sẽ nhận định và phân tích định hướng như nào lên kế hoạch giao dịch trong ngày hôm nay nhé. Rồi, bây giờ thì sẽ quay trở sang về cái biểu đồ về phân tích kỹ thuật tuần, xem là hôm nay chúng ta sẽ giao dịch như thế nào, đặc biệt là với cái biểu đồ vàng đi. Ok, đây là cái biểu đồ vàng mà ngày hôm qua thì mọi người đã xem trong cái buổi livestream của Richard tối ngày hôm qua rồi đúng không ạ? Sau khi kết thúc livestream thì vàng chúng ta ăn rất là đậm, và cái mục tiêu ngày hôm qua thì Richard mong là nó quay trở lại các cái vùng như là 6768, thì là về cái vùng đáy cũ là hôm qua nó đã về rồi, và cái lệnh của chúng ta TP rất là tốt. Cái chiến lược hôm qua thì mình có một cái lệnh bán ở cái vùng 8586 rồi cắt trước khi mà nó đóng nến, nó sideways một nhịp ở đây này, và tiếp tục sau đó thì có cái lệnh bán ở cái vùng 7778 ở đây nữa, và TP ở vùng 72. Còn đương nhiên là khuyên quý anh chị ngày hôm qua liên quan đến buổi livestream ấy thì đó là TP thì đều TP hết rồi nhá. Đấy là dành cho những người giữ lệnh thôi, còn những người mà close trước đó thì có những bạn thì ngày hôm qua ăn đến 3-4 vòng đối với lại vàng chẳng hạn, thì cái vòng sau nữa là cái vòng giảm sâu nhất. Duy nhất ngày hôm qua có một cái chiến lược liên quan đến EU và liên quan đến GBP USD, nếu như chúng ta lướt sóng ngày swap ngày hôm qua thì là cái chiến lược đấy bị SL đó, chiến lược đấy bị SL nhé. Còn AJ thì cũng ra hôm qua thì kèo hôm qua chiến lược AJ thì chúng ta sáng nay cũng được khoảng 50 pip nữa rồi. Đấy, cộng với vàng nữa, tất nhiên là chúng ta đều có lãi và lãi rất là tốt. Chỉ duy nhất là kèo scalp liên quan đến GU thôi. EURUSD, các cái chiến lược mà mọi người mình đưa cho mọi người trên bản MT4 và có up trong tele nhé, các cái chiến lược này nó rất là đúng, liên quan đến ví dụ như với vàng này bán ở 7980 và SL89 này, rồi với GBP USD cái chiến lược mua là đều ok hết, mua vùng 1.211 này, và các cái chiến lược bán đối với lại EURUSD bán rủi ro trong cái biên độ vùng như là 1.078 chẳng hạn, là chúng ta bán được, đang bán ở rất là đỉnh, vùng đỉnh nữa chẳng hạn. Đấy là những cái chiến lược rất là tốt mà mọi người, mình có làm cái plan buổi sáng đấy, thì mọi người nên theo dõi và có thể là cân nhắc phối hợp với cái chiến lược giao dịch của bản thân nhé. Riêng đối với vàng ngày hôm nay ấy, thì nếu như mọi người muốn lướt sóng trước thềm ra tin thì có thể cái biên độ vùng 80-81, thì đây cái vùng này này là mọi người có thể entry một nhịp nhé, tức là bán lướt sóng một nhịp. Còn đương nhiên là cái nhịp ngày hôm nay thì trước thềm ra tin thì có thể nó sẽ vượt qua được cái ngưỡng 80 và nó test lại cái vùng 87-88 chẳng hạn. Thì ưu tiên ngày hôm nay tiếp tục canh mua, giống như là cái chiến lược ngày hôm qua chúng ta livestream dừng trước tin trước cái khi mà nó đạt về cái vùng đáy này thôi. Nhưng vì cái vùng này là nó đạt được về sau cái bản tin mà liên quan đến công bố về dự trữ dầu thô của Mỹ ngày hôm qua nữa. Thì đương nhiên là hôm qua thì mình có ưu tiên cho mọi người là một cái vùng mua, đúng không ạ? Vùng mua. Và cái vùng mua đấy nếu như các bạn nào mua lại thì quá cực kỳ thành công rồi, vì nó đang tăng rất là tốt và nó tăng được khoảng trăm hơn trăm điểm rồi đấy, hơn trăm pip đối với vàng rồi, đúng không? Đặc biệt là hôm qua các bạn nào mà vào YouTube mà được Richard nghe, được Richard phân tích trước tin trước khi livestream sâu hơn, và cũng ra là những cái vùng mua, vùng bán và cái kế hoạch giao dịch ấy, thì nó rất là đẹp. Đây là một cái vùng giá mà các bạn canh thì chúng ta scalp ngày hôm nay đối với lại biểu đồ vàng nhé. Tức là bán xuống lướt sóng quanh cái mốc ví dụ như là 1880.4 ở đây. Nếu mà xét về phân tích kỹ thuật này thì mọi người, mình sẽ hướng dẫn luôn cho mọi người là nếu như mà chúng ta có thể dùng các cái indicator nhé. Ví dụ như là dùng Bollinger Band đi. Đây là một công cụ dựa trên cái nền tảng đó là gì ạ? Sử dụng cái đường IMA thì đường MA20 và có độ lệch chuẩn là cộng trừ 2. Đó, đây. Bollinger Band. Ở đây thì M15 nó đang, Bollinger Band đang muốn hướng là mở lên, nhưng hiện tại thì các cái khung giờ M30 Bollinger Band thì nó đang gì? Khi mà nó đi ngang như thế này này, nó đi ngang và nó không có bẻ lên bẻ xuống mà nó không phải thu hẹp mà nó đi ngang như này thì đó là một cái Bollinger Band sideways trên khung M30. Vậy thì một cái điểm bán entry khá tốt quanh cái mốc đỉnh của đỉnh đó là gì? Ở cái vùng giá như là 1880.3 nhá, 1880.3. Đấy. Đây, mọi người nhìn nhé. Mọi người nhìn thấy không? Rồi, 1880.3. Cho nên là mọi người sẽ lưu ý đây là cái điểm bán lướt sóng cực kỳ tốt cho mọi người nhé. Đấy, bán cực kỳ tốt cho mọi người đây. Tức là bán lướt sóng rồi nhé.
Bởi vì nếu mà lướt sóng thì có thể mọi người chỉ SL tầm 10-15 pip thôi. Còn đương nhiên cái điểm bán đẹp hơn của chúng ta nó phải lên cái vùng kháng cự và nó phải có nến. Đó. Nhưng mà thường thì khi xuất hiện nến giảm rồi ấy, thì trong vùng sideway mà xuất hiện nến giảm rồi thì gần như là chúng ta cái biên độ bán nó sẽ hẹp đi. Nhưng các bạn có thể canh ở M5 nhé, để entry được. Đó, canh ở M5 entry được. Và nếu như bán ở 80.3 thì các bạn sẽ TP ở 75.5 cho mình nhé, 75.5. Đây là một cái vùng lướt sóng mà ăn được tận khoảng 50 pip, thế là hơi bị được rồi đấy. Còn nếu không các bạn có thể là 20, 20, 30 pip các bạn có lâu. SL khoảng 2 giá nhé. Đây là cái chiến lược mà mình phân tích cho mọi người là để chúng ta có thể là có kèo scalping luôn. Đó. Rồi canh mua thì có thể là về cái vùng hỗ trợ 70, 72 hoặc gần nhất để lướt sóng thì là cái vùng 75. Lướt sóng TP 80 và TP2 là 86. Chúng ta đánh hoàn toàn sideways thì theo cái khung giờ sideways thì các cái vùng hỗ trợ kháng cự thì mọi người giao dịch bình thường nhé. Tiếp theo quay trở sang cái biểu đồ ví dụ như là GBP USD hoặc Euro USD này. Đối với GBP USD thì cái chiến lược mua bán của mọi người mà mình đưa trong cái chiến lược mà trên bản word đều có đúng không ạ? Các bạn có thể vào trong Tele thì cập nhật được cái bản tin này, cái bản phân tích này nhé. Nó một cái vùng giải khuê rất là rõ ràng và hiện tại thì nó có đã tạo ra được những cái vùng kháng cự gần nhất như là cái vùng đỉnh như này, thì các bạn căn cứ vào những cái vùng này để các bạn giao dịch lướt sóng thôi nhé. Vùng mua thì cái chiến lược mua quanh cái mốc như là 1.209 đến 1.211 thì vẫn có tác dụng rất là tốt và mua được vùng đáy rất là đẹp đúng không ạ? Còn vùng bán ngày hôm nay thì các bạn lưu ý có hai điểm bán cho mình, đó là 1.218 và cao hơn là 1.221 nhé. 218 và 221 đấy là hai cái vùng bán này, thì mọi người có thể chia vốn ra để chúng ta cân nhắc bán một nhịp vài SL, có thể là điểm 1.223 nhé. SL có thể là 1.223 hoặc là xa hơn một chút cho an toàn trong cái nhịp sóng trên vùng đỉnh H4 này chẳng hạn. Rồi mục tiêu target của chúng ta, nếu như các bạn bán là cái chiến lược bán rủi ro khi mà đi ngược cái xu hướng đúng không ạ, thì vì SL nó ngắn và hoàn toàn có thể là trong cái chiến lược mà sideways trước tin và cũng như là cái nhịp điều chỉnh này, thì các bạn có thể sử dụng cái cân nhắc cái chiến lược đấy. Còn đương nhiên là đi theo xu hướng chính thì cái vùng mua này là có tác dụng rất là tốt. Duy nhất ngày hôm qua chúng ta đánh cái nhịp fail break, tức là nó chọc xuống phá break nhưng quay lại SL, thì cái đấy là cái lệnh scalping thì mọi người bỏ qua luôn. Rồi đối với lại EURUSD tương tự, nhưng mà có một cái điểm bán cho mọi người mình đã phân tích trước cho mọi người, đó là gì ạ? 1.078 và 1.080, tức là biên độ trong khoảng 20 pip, thì cái biên độ 0.78 nó đã đạt đến cái ngưỡng này rồi. Đây là một cái vùng bán cho mọi người nhé. Vùng bán cho mọi người mình đã phân tích từ ngày hôm qua rồi. Thì kỳ vọng là ví dụ như sideways ấy, thì mọi người sẽ TP ở quanh cái mốc như là 1.075. Còn sâu hơn nữa thì có thể là chờ phá quay xuống cái vùng nhá như là 1.066, nhưng cái này thì hoàn toàn là nó chờ tin thì nó mới có thể đi được. Còn nếu không thì hôm nay các bạn scalping thôi. Đây ví dụ này, ngày hôm qua nó đạt lên một cái đỉnh và ngày hôm nay nó đang test lại tạo ra mô hình hai đỉnh và có mẫu nến giảm ngay trở lại, thì đây là cái điểm entry. Ví dụ như entry của mình phân tích cho mọi người là 1.078 chẳng hạn, thì chúng ta có 10 20 pip nó rất là nhanh đúng không? Cái vùng phản ứng, bởi vì cái vùng giá đấy là mình đưa cho mọi người cái vùng giá bán rất là đẹp. Bởi vì nó hoàn toàn nó sideways thì mọi người có thể đánh được những cái vùng đỉnh đáy nhé. Rồi đấy là với EU, còn đương nhiên với dầu hay là với dầu thì cái mục tiêu cho mọi người vẫn là gì ạ? Canh mua và giữ trong trung và dài hạn. Nó đang tăng rất là mạnh rồi, ngày hôm qua thì cái phiên tăng lên 77.7 đô la Mỹ một thùng, đặc biệt là cái sau cái bản tin về dự trữ dầu thô của Mỹ ngày hôm qua nữa. Với dầu thì hôm nay tiếp tục các bạn có mua lên vào cái mục mục của vùng có mua, có thể là cái vùng 75 76 thì tiếp tục các bạn mua lên nhé. 75 76 tiếp tục mua lên đối với dầu. Mục tiêu quay trở lại cái vùng 80 đô la Mỹ một thùng. Ngoài dầu ra thì với BTC là cái chiến lược mình nhận định cho mọi người vào đầu năm mới đến bây giờ mà nó bay rất mạnh, đặc biệt là phiên sáng ngày hôm nay mọi người thấy không ạ? Nó đã tăng trưởng lên cái ngưỡng giá gì ạ? 18.26 18.26 rồi, nó lên rất là mạnh, tức là hơn 18k rồi. Và cái mục tiêu của mình phân tích cho mọi người trên khung D thì nó đang đạt được. Đó, nó đang đạt được cái vùng mục tiêu này rồi. Đây là cái vùng mục tiêu gần nhất. Sau khi phá vỡ qua cái vùng này có thể nó đạt lên được vùng 20 21k nhá, vẫn đang theo cái kịch bản của mà Richard đã phân tích cho mọi người với BTC. Các bạn tiếp tục mua lại một nhịp đối với lại cái sóng BTC trong trung hạn và giữ, có thể giữ trong vài tuần này thôi. Ngoài ra khi BTC nó tăng thì các altcoin khác nó cũng bay rất là mạnh nhé. Các bạn có thể là đánh coin trong cái trường hợp này chẳng hạn. Giao dịch trong ngắn hạn thôi, nhưng mà có thể là giữ vài phiên hoặc là một vài tuần thôi nhé. Rồi, cái video ngày hôm nay thì Richard làm và xin kết thúc ở đây. Kính chúc tất cả cả nhà có một ngày giao dịch hiệu quả. Đặc biệt là cái phiên buổi tối ngày hôm nay liên quan đến tin tức thì Richard vẫn sẽ livestream trên các cái nhiều tổng hợp trên các cái nhiều kênh, cho nên là mọi người sẽ cập nhật thông tin tin tức, đặc biệt là đăng ký kênh YouTube thì chúng ta sẽ cập nhật được các cái thông báo nhé của Richard khi mà livestream thực chiến. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like kênh cũng như là chia sẻ kênh để Richard
sẽ có được những cái động lực tốt hơn nữa để làm nhiều video phục vụ hỗ trợ cho mọi người. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.